Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Trung Smart. Và ngày hôm nay là thứ 6 rồi. Thì như cái lịch của mình đã đăng gần đây nhất thì ngày hôm nay là thứ 6 và mình sẽ trả lời câu hỏi của tất cả các bạn đăng trong cái group Bắt Bệnh Lớn Bệnh. Thì mình mong rằng là cái group này thì các bạn hãy tham gia nhiều lên, và các bạn có lỗi nào thì các bạn có thể là vào đó và đăng hình ảnh hay là video, nhất định phải đăng hình ảnh hoặc video các bạn nhé. Đó thì cũng như mình đã thông báo thì mình đã mời một anh kỹ thuật, và anh ấy ở bên tay trái mình. Anh có thể giới thiệu cho các bạn biết là anh hiện tại đang là ở bên cơ sở nào hay là anh tên gì nào đây? Xin chào các bạn, mình tên là Phương, hiện tại mình đang làm việc tại cơ sở Chusmart 204 Thái Hà. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể đăng vào group và bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn và trả lời giải đáp tất cả thắc mắc cho các bạn. Ok, và có lẽ là không để các bạn đợi chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ vào cái câu hỏi đầu tiên mà có lẽ là cũng khá là hay. Đây, có một câu hỏi của bạn là anh chị em cho em hỏi là iPhone 5S tại sao bị sập nguồn này mà không lên. Đây thì cái lỗi này thì anh có thể xem qua một chút iPhone video. iPhone 5S bị sập nguồn mà không lên và treo táo thì cái tình trạng này thì nó có rất nhiều những cái trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là một là nó có do pin, hoặc là do IC nguồn không cung cấp đủ điện, hoặc là trường hợp nặng hơn thì nó có thể là do là ổ cứng, hoặc là do là chết RAM. Thì cái này thì bạn có thể mang qua trực tiếp bên mình tại các địa chỉ của Chusmart để kiểm tra trực tiếp và đo đạc trực tiếp trên main để kiểm tra và được hỗ trợ. Ok, và có lẽ là câu hỏi đầu tiên của chúng ta thì sẽ các bác đây, và chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ hai. Ok, và câu hỏi tiếp theo sẽ là của một bạn. Mày có hỏi là anh ơi, cho em hỏi là máy của em giờ bật nguồn không lên, cắm sạc thì tầm 15 phút thì nó nói máy. Em mang ra cửa hàng thì người ta hỏi là bảo là không sửa được, và em không biết là bên mình có sửa được không và giá tiền bao nhiêu. Với trường hợp của con iPhone 5 này thì cắm sạc mà nó nóng máy tầm khoảng 15 phút thì có thể là một là main của bạn đã bị lỗi rồi, thì bạn có thể mang qua để mình kiểm tra xem cái main của bạn có thể sửa chữa được không. Nếu không thì sẽ hướng đến sang cái phương án là đổi main để bạn có thể sử dụng chiếc iPhone đấy một cách bình thường, thì bạn qua trực tiếp bên mình sẽ làm việc giá cả trực tiếp nhé. Ok, và chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp. Đây, một câu hỏi về camera cũng khá là hay. Ok, và bạn ấy không có cái câu hỏi cụ thể, mà bạn ấy chỉ hỏi là cái camera của bạn ấy như vậy thì là có nghĩa là làm sao. Mình sẽ show tất cả các hình ảnh ở sẽ là khoảng góc bên này hoặc bên này đấy, cho các bạn nhìn thấy được là cái hình ảnh lỗi của nó như thế nào. Với cả cái câu hỏi này thì đối với các dòng iPhone thì đặc biệt là về camera hay bị lỗi nhất là trên các dòng 6 Plus, 6S Plus và 7 Plus là đang rất nhiều máy là bị lỗi. Như dòng 6 Plus nó ra cũng khoảng tầm được 3 năm rồi, thì do va đập va chạm nhiều và cam của nó cũng thuộc dòng nó yếu, thế nên là tình trạng nó bị rung giật hay là mất nét, mất focus rất là nhiều. Thì cái tình trạng này thì chỉ cần thay cam là ok thôi. Cái bệnh mà gây ra cái tình trạng này là chủ yếu là do va đập, và hoặc là có thể ở trong cái môi trường nó gọi là nó gây từ tính nhiều, thế là nó ảnh hưởng đến cái camera. Cái này sẽ qua và thay thế cái camera thôi. Trên tất cả các dòng là iPhone 6 Plus, 7 Plus hoặc là 6S Plus là rất hay bị cái trường hợp này, là bị rung này, bị giật, mất nét, không thể lấy nét được và bị mờ ảnh. Okay, và thì anh đây bạn ấy hỏi cụ thể là iPhone 7 Plus thì cái bệnh này thì anh có thể là nói giá, báo giá cho bạn ấy luôn không? Như dòng cam của iPhone 7 Plus là dòng hai camera, một cam bắt gần và một cam bắt xa, thì cam của nó hiện tại đang thay với giá là 2,4 triệu. Ok, và bạn có thể mang qua bên tất cả các cơ sở của Chusmart để có thể được thay cam, và mong là các bạn có thể sử dụng chiếc iPhone 7 Plus bình thường để quay và chụp ảnh bình thường. Ok, và chúng ta có rất nhiều câu hỏi thì chúng ta lại đổi sang cái câu hỏi tiếp theo để tránh làm mất thời gian của bạn. Đây cũng là một câu hỏi liên quan đến màn hình, và đây là một hình ảnh thì bạn ấy có hỏi là cái màn hình này của bạn ấy là bị làm sao, và đây là chiếc iPhone 6S Plus. Chiếc iPhone 6S Plus này nhìn qua hình ảnh thì mình thấy là nó đã bị sọc và kẻ màn rất là nhiều, bị chảy mực. Cái lỗi này là lỗi do các bạn là tùy khi sử dụng chẳng may va đập hoặc là tì đè lên màn,
dẫn tới hiện tượng là nó sẽ bị sọc màn. Mặc dù màn vẫn cảm ứng bình thường nhưng mà cái lớp hiển thị của nó đã bị sọc và bị mất màu, cũng như là bị chảy mực rồi nên không thể hiển thị được bình thường. Chỉ có một cái trường hợp là các bạn thay màn thì sẽ sử dụng cái máy hoàn toàn bình thường. Đối với trường hợp tất cả các máy iPhone mà bị loạn cảm ứng hay là cảm ứng nó không nhạy, không mượt thì đều phải thay màn hình cả. Màn hình iPhone không ép lại cảm ứng được nhá, chỉ ép lại kính được thôi và không ép lại cảm ứng được. Và ngoài ra là trên dòng iPhone 6 Plus có cái trường hợp là bị loạn cảm ứng nhưng mà lại không phải do màn mà là do IC. IC này là IC hiển thị và IC cảm ứng trên main. Và cái lỗi này cũng là được Apple công nhận là cái lỗi là do nhà sản xuất nhưng lại không được bảo hành. Thì các bạn có thể qua trực tiếp tất cả các cơ sở của TrueSmart để được hỗ trợ và báo giá sửa chữa. Okay, và anh có thể báo giá luôn cho bạn ấy luôn là màn của iPhone 6S Plus. Màn của iPhone 6S Plus thì hiện tại bên mình đang có 3 loại màn. Màn linh kiện cấp thấp thì là 1.8 triệu, linh kiện cao cấp của Trung Quốc thì là 2.4 triệu và màn zin chính hãng của nó là 3.2 triệu. Ok, và bạn đặt câu hỏi thì có lẽ là bạn đã nghe rõ cái mức giá mà các bạn có thể qua bên TrueSmart để có thể được thay thế. Và đây là đến của một bạn có một câu hỏi là câu hỏi này thì bạn ấy không ghi câu hỏi, cũng không đăng video hay là hình ảnh thì hơi bạn ấy có hỏi cụ thể luôn là cho mình hỏi là thay IC Wi-Fi iPhone 7 là bao nhiêu, có thay được ngay hay không, và Wi-Fi của mình là bị gray out. Gray out tức là máy Wi-Fi của bạn là đang sử dụng và bị đẩy ra ngoài, hoặc là không thể kết nối được tất cả các Wi-Fi mà bạn không thể vào, không thể sử dụng được mà chỉ sử dụng được 3G, thì có thể là do bạn va đập hoặc là do một cái tác nhân nào đấy như bạn rơi vào nước chẳng hạn, thì bị ngấm nước hoặc là bị hấp hơi dẫn đến tình trạng là nó bị chập con IC Wi-Fi. Và chi phí xử lý của con IC Wi-Fi của iPhone 7 thì là 2 triệu, và cái chi phí này bạn chỉ mất trong vòng 1 ngày thôi, là có thể là bạn gửi máy buổi sáng và trong khoảng tầm đến tầm 2-3 giờ chiều là bạn có thể nhận máy và sử dụng được ngay và sử dụng hoàn toàn bình thường, bắt Wi-Fi sử dụng hoàn toàn bình thường. Ok, và mong là bạn Huy Vũ bạn ấy có thể sớm thay IC Wi-Fi để chúng ta có thể bắt Wi-Fi và sử dụng bình thường, tránh tình trạng là gặp dùng 3G hoặc 4G quá lâu, khá là tốn pin và nóng máy. Rồi, và chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo của một bạn là cho em hỏi lỗi phồng pin do em hay là do pin vậy ạ? Và em dùng iPhone 6. Bạn đang sử dụng iPhone 6 à? iPhone 6 thì ra cũng được 3 năm rồi. Thì về vấn đề về pin của một chiếc iPhone 6 thì nó là vấn đề không thể tránh khỏi được. Thì chắc chắn là ngày nào các bạn cũng phải sạc, đôi khi một ngày sạc 2-3 lần. Cái này thì có thể là do là vừa có thể là do người dùng, vừa có thể là do chất lượng pin, tùy thuộc là bạn thay thế cục pin như thế nào. Có thể là bạn thay thế một cục pin của Trung Quốc thì cái thời lượng sử dụng của bạn nó sẽ thấp, và thay một cục pin zin chính hãng thì bạn sẽ sử dụng được lâu dài hơn và nó bền hơn. Thì như bên mình thay pin của một cục pin iPhone 6 đã bao gồm công thay rồi, thì pin linh kiện cao cấp bên mình chỉ làm pin linh kiện cao cấp nhé. Pin linh kiện cao cấp thì giá là 350.000 và pin zin chính hãng của nó là 550.000 và được bảo hành cho bạn là 12 tháng nhé. Ok, và mong là bạn Quân Đỗ bạn ấy sẽ nhanh chóng thay cái cục pin này đi để tránh gặp phải tình trạng là pin phồng mà sẽ gây đến nổ rất là nguy hiểm. Ok, và có một câu hỏi khá là hay cũng liên quan đến iPhone 7. Cho mình hỏi một chút, mình đang dùng iPhone 7 bản 32GB và bản VNA tức là bản của Việt Nam. Thì dùng thì tự dưng nóng máy và pin tụt rất nhanh, để qua đêm thì có lúc là mất 50-60% pin, nhưng có lúc lại bình thường, không vấn đề gì cả. Đêm nào mình cũng để Wi-Fi qua đêm, không biết là lỗi gì và cách giải quyết như thế nào. Để mà nói về tình trạng của bạn này thì iPhone 7 là một dòng pin, nó cũng là dòng pin dung lượng cao rồi. Và khi mà bạn để chỉ Wi-Fi không qua đêm thì nó chỉ rơi vào mất khoảng tầm từ 10-12%, 9-12% thôi là nhiều. Còn tụt đến 50-60% này thì nó là quá nhiều, thì bạn có thể mang qua các cơ sở bên mình để kiểm tra lại là nó đang bị chập ở con IC nào. Chắc chắn là một là IC nguồn hoặc là chập ở một cái đoạn nào đấy gây ra ảnh hưởng nóng máy và dẫn tới tình trạng là hao nguồn, rất là tốn pin. Thì bạn hãy mang qua các cơ sở của TrueSmart để được hỗ trợ nhé. Cái câu hỏi này thì cũng khá là hay, bởi vì mình riêng mình cảm nhận thì
lâu lâu cũng có rất nhiều người bạn mình hỏi, và mình cũng thực sự là mình không phải là kỹ thuật như các anh kỹ thuật đấy, thì mình cũng thể nào biết được là bệnh này là bệnh gì. Mình cũng chỉ biết là sơ sơ là cũng có vẻ là IC có vấn đề thôi. Đó thì chúng ta lại chuyển đến một câu hỏi liên quan đến iPhone 7 Plus. Anh em cho em hỏi là màn hình iPhone 7 Plus của em tối hơn màn hình khác và màu hiển thị vàng hơn, chắc là màn low, và anh em màn gì bóc máy 7 Plus đen bằng giá em với. Tất cả các dòng iPhone thì như các bạn đã biết là đều có 3 loại màn hình, là màn hình trắng xanh, màn hình trắng vàng và màn hình trắng. Màn hình trắng thì như kiểu là máy của bản Nhật, màn hình trắng vàng thì như kiểu ở vùng Nam Mỹ, vùng cận xích đạo ấy, như kiểu Việt Nam cũng là màn hình trắng vàng. Và màn hình trắng xanh là ở những cái vùng lạnh như kiểu ở Bắc Mỹ, này, ở Canada sẽ là màn hình trắng xanh. Thì cái trường hợp là rất nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao hai cái iPhone ví dụ là cùng bản Mỹ thì tại sao nó lại có hai cái màu màn. Thì đấy là nó do là nó xuất ở cái thị trường nào thôi, thì các bạn cũng không có gì lăn tăn. Còn để kiểm tra được màn của bạn là màn zin hay là màn linh kiện thì bạn có thể xem qua là cái độ mượt và cái độ nhạy của cảm ứng có tốt hay không, hoặc là nếu mà các bạn không kiểm tra được thì hãy mang qua cơ sở True Smart để được hỗ trợ kiểm tra hoàn toàn miễn phí. Và bạn ấy có hỏi luôn là màn zin bóc máy của iPhone 7 Plus màu đen. Màn zin bóc máy của iPhone 7 Plus màu đen bên mình đang bán với giá là 3.200.000. Okay. Màn zin nhá, màn zin 100% luôn. Ok, và cái tình trạng màn bạn, nếu như mà bạn mà thấy là màn hình không bị làm sao mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm thì có lẽ mình nghĩ là các bạn chưa vội thay. Bởi vì màn thì nó cũng tùy thuộc vào nhiều loại màn, ví dụ như là cũng như anh ấy có nói rồi, là tức là mỗi nước sẽ có một màn hình hiển thị màu khác nhau. Ví dụ như là Hàn thì chúng ta sẽ có hơi một chút là ám vàng. Thì bạn hãy xem kỹ để xem là cái quan trọng là cái lúc mà các bạn sử dụng máy thì có bị làm sao hay không, mà tình trạng như thế nào, thì bạn có thể comment tiếp hoặc là có thể đặt câu hỏi tiếp. Và chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi cuối cùng mà có lẽ là câu hỏi này cũng rất là vui. Và cái câu hỏi này thì có lẽ là sẽ là một câu hỏi mà bức ảnh này mình nghĩ là cũng một bức ảnh mà lan truyền trên mạng một thời gian gần đây thôi. Đấy, cho em hỏi là mà cách sửa màn hình điện thoại giống vậy không ạ? Đấy, màn hình và chiếc này. Đây là một chiếc điện thoại đã bị cái này không biết là dùng máy cắt hay là dùng dao chặt đứt làm đôi, một chiếc Samsung Duo đã bị cắt làm đôi. Và hỏi có khách nào sửa chữa không thì cái lời khuyên tốt nhất cho bạn là mua một chiếc máy mới để sử dụng. Ok, và chúng ta đã kết thúc cái chuỗi câu hỏi của bạn của tuần này rồi. Mong rằng các bạn tuần sau các bạn sẽ tham gia group này nhiều hơn. Group này có tên là Bắt Bệnh Đón Bệnh trên Facebook. Các bạn hãy tham gia, và các bạn có những lỗi gì, máy đang làm sao, tình trạng như thế nào thì các bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video lại để cho bọn mình biết, và mình sẽ thực hiện phát sóng cái series này vào thứ 6 hàng tuần. Và sau khi cái series này đầu tiên thì anh Phương cảm thấy như thế nào? Mình rất vui lòng để giải đáp và trả lời bất kỳ các thắc mắc gì cho các bạn về các dòng máy, về các dòng smartphone, kể cả là về phần mềm, về phần cứng, về sửa chữa hay là về thay thế. Thì các bạn cứ đặt các câu hỏi ở trên page, cùng tham gia và cùng chia sẻ cho mọi người biết là mình đang gặp những cái lỗi nào, cùng xử lý để tránh trường hợp là sẽ dẫn tới những cái tình trạng như là chập cháy nổ. Ok, và có lẽ là cái chuyên mục là Bắt Bệnh Đón Bệnh số đầu tiên của mình xin kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. True Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.